Đây mình chuẩn bị đi Quebec, đi ngắm lá mùa thu. Yeah, thấy và hình. Đây là trang bị của mình, cái áo dày cộm luôn. Phát một người thôi. À, hành trình là thấy ba lô để chuẩn bị rồi, hai đứa nhỏ và còn ngủ. Bà xã mình đang. À, hai cháu gái mình không? Dữ dằn hơn, dữ dằn dợn hơn. Thằng Út đeo áo dài nè. À, quá dữ luôn. Outfit của mình trong ngày đầu tiên đi chơi. Ok, let's go. Giờ mình chuẩn bị đây. Giờ lên xe đợi nón. Tất cả đều ready hết trơn rồi, sẵn sàng hết rồi. Chạy ra. Ở đây mòn thế nè. Hiện tại giờ 4:30. Daddy. Ủa vậy hả? Daddy, yes. Dinosaur smaller hả? Daddy. Bigger hả? Daddy, yes. Daddy, why do you feel gì đâu không muốn ngủ được? Hồi tắt lên xe là ngủ được hết à? I have my new hat. New hat luôn á hả? Yes. No. I got my new hat. Wow. Đợi lên đây, đợi lên. Cười. Để cái mặt buồn ngủ và cái mặt mới có hồi sáng. Ôi ôi, trời ơi. Vừa ảnh luôn á. It's my new hat. Yes, it fits your outfit. No, my new. Đọc ơi, chữ gì kìa? Chữ gì nó đọc được, chắc là cổ trốn hết luôn á. Chữ gì kìa đó, đọc ơi. Ryan. Phải không, có nay Ryan không? New shirt. Trời ơi. What? It's Hoomy. Hoomy or Harry? Yeah. Giờ gia đình mình tới chỗ dừng chân rồi. Lạnh không? Đổ nón lên. Đổ nón lên. Đổ lên coi. Nó nhiệt độ vào 14-15 độ à. Mệt quá. Đổ đẩy xe lên vậy đó. Đổ vòng lụn. Vòng lụn, ba không ẩm. Để ẩm cậu ba ra. Wow. Cái này quay đảo lắm nè. Lồng đâu rồi. Rồi đóng cửa lại Nguyên. Ủa cứng nhắc hả? Sao vậy? Chết mẹ. Ui mẹ cầm thử coi. Mày nhấn cái này ra. Bây giờ cái này ra ừ. Đi. Chút quay đi chút. Cậu ba không có dài rồi chịu nổi ba nữa. Ok, đi vô mình mua dài. Trời ơi, sao mà nó chiêu. Em cứ tưởng nó phải lạnh lắm chứ. Bác, nhìn ta lẹ. Wow, cái màu phim trong đây đẹp ghê. Nhìn giống như đang quay cảnh mùa đông vậy. No.
Chưa đâu, lên trên chút nữa. Lên đi giá chùa. Not yet, not chưa tới đâu mẹ. Let's go. Ghé ngang chụp hình là đẹp không? Wow, hùng dữ trời luôn à. Ôi giờ mà mưa. Ồ, đá nổi nè, quá đẹp luôn. Nước cuồn rồi khác nè. Mấy cô này đã thấy đẹp quá, phong cảnh đẹp quá, ghé chụp hình cái. Xong chưa? Ủa này cá lắm hả ta? Dạ không. Cái này cá lắm á. Đẹp quá. Wow. Ui, đập vô mặt. Ủa, chưa thấy những cái này đổ hết ta ơi. Đẹp quá vậy. Cái này là cái gì? Cái giống cây bông giấy hả? Nó đỏ giống cây bông giấy hả? Có dừng xe nha. Ồ, đi về mang cũng vừa quá nè. Ồ, đẹp quá trời đẹp nè. Chết anh, xe hai con. Ai? Ồ, cảnh nè. Ồ, cái đẹp, cái giống giống. Để thi gỡ động rồi. Đẹp quá. Để thi gỡ động á. Ba chụp đi ba. Hả? Ryan. Về mấy đứa về chụp mấy đứa đi. Chốt lại chụp. Chốt chụp nè. Mommy, daddy. Đẹp đốt, đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Phải dừng tán anh nha. Nhanh lên dừng xe. Giờ mình đi chơi mà dừng chỗ nào đẹp rồi mình dừng lên chụp hình cái. Đẹp quá, đẹp luôn mà cảnh nè. Ồ đẹp. Cây cao quá. Phải quay chứ, phải quay gửi cho bà ngoại coi chứ. Ồ, chứ chụp hình có người chồng dù luôn mới ghê nè chứ. Để coi. Để con nghĩ. À, tới chùa rồi bà con ơi. Ba umbrella hả? Here you go. Cảnh ở chùa mùa thu nè, hùng trên núi nè. Cảnh chùa đó. Núi Phật Bà trên đó nè, cao nó nè. Anh quay anh zoom lên. Wow. Đẹp quá nhanh. Nó không zoom được rồi. Không zoom được rồi. Cả nhà xem. Ồ này ta đi tham quan, hai xe tham quan. Xe lớn. Nói gì vậy? Khổ khổ đi ở chung chùa mà. Vô phòng ăn á, phòng ăn á. Nguyên. Dạ. Phòng ăn bên trái á. Trời, mình đang dùng con trai. Vì con trai chùa.
Đó, coi, ba. Đây muỗng đĩa Trúc. Đó con. Gịch mạnh xuống, gịch mạnh xuống. Rồi ơi. Biểu cái đồ tơi. Mạnh lên. Chị Quyên làm được đấy con, làm được. Gịch mạnh lên. Nhắn, 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 mạnh lên, đó. Ủa? Đây nè, đó, đây. Đó, trời ơi, một tay còn làm được. Ăn cơm nha. Chị lấy muỗng, nè má mày lấy cho nè. Cái muỗng đĩa. Rồi lấy muỗng đĩa đi. Đũa đó kìa, lấy đũa đó kìa. Đũa hả? Cho đũa hả? Hỏi đũa hả? Hỏi đũa hả? Đây đây. Trúc nè con, dùng cơm chay nè. Mấy cái này ra cất, cái để qua bên bàn khác mà. Cái gì vậy, nón hả? Đó, rồi đừng ướt đâu. Chả giò, ủa nước tương đâu, không có tương hả? Ăn tương không? Thế nghĩ đồ kho rồi, không cần nước tương đâu, nó mặn rồi. Có gian tương nắng nè. Đi ngon. Ở đây tương nắng. Ăn thử coi mặn không? Hả xinh. Xinh tương. Thấy anh thằng rap Việt mùa ba mà mới thi dòng lội à, rớt rồi. Dòng casting rồi, dòng dưới xe đã rớt rồi. It's for Ryan. Nè hả? Cái qua hồi cô tôi ăn có được không? Nước tương. À, nước tương. Nước tương á. Nước tương. Dạ. Mình sạch hết. Giờ Trúc bụng giờ ăn vô ngon nè, nước tương Trúc. Trúc. Trúc ăn nước tương. Ăn chút thôi. Trúc giờ đó giờ là thành là cô gái Hàn Quốc rồi nha. Ba quay phần ăn chứ. Quay rồi. Quay phần ăn của bạn. Đây hồi ăn của mình đây có chả giò. Có cái gì vậy? Sao gì? Ok. Như trong mà. Đây luôn hả? Khoan nè, mình ăn nè. Mình ăn cái này nè. Nửa quen cậu ba đi. Hết bị đến tôi luôn cậu ba. Còn quay cái này nó rộng hơn cái iPhone. Mình nó rộng hơn. Ê, để chân xuống chỗ mày ngồi đó. Nó đang ớt nhỉ, không còn quên nó ớt. Hôm nay bẻ heo nhé cô. Sao cái này hao pin ghê đó. Mày mới đi mà bảy mấy trăm giờ còn 700 mà. Picture. Đúng đâu chụp được đâu. Mày mưa kìa. Thấy đi picture hả? Đâu que? À con đứng ở đây để dưới chỗ đây lại. Ray anh mưa không? Ướt các con. Té đó nha. Chạy đàn kia em đội đón lên con. Đội đón lên. Em không đội kìa. Đi chưa? Để đi giữ hai ông nhỏ nè, ông nhỏ nào chạy à. Mười, mười, hai, bốn, sáu, tám, chín, mười tám vị la hán hả? Ugh.
Đừng quậy. Quậy. Hả? Đây anh. À, tiger, baby tiger. Baby tiger. Uh-huh. That one has a flower. Is these two from the war, or this is like baby tiger? That is. So is he real? No, not he's real. He's not real. Just a legend, huh? Is this legend? Legendary. Okay, so legend is not real. Not real. Wait, maybe I don't know. Nam Tha Môn Châu. Nam Tha Môn Châu nha bà con. Ai có nhu cầu ai có nhu cầu mua gì nói nha. Tại live stream nữa, ai có nhu cầu mua gì nói nha. Từ đang ăn Môn Châu nghe. Đó. Ví dụ nha. Mà ô theo kênh nào kênh đây nè. Chuyển vô đó nè, cái đường nha bà kinh nè. Đấy hả? Ừ. Sao không có thằng nào đậu xe không vậy? Ủa là sao? Tới khách sạn rồi đây. Ủa cái số mấy đây? 329. No, it's 332. 322. Điều đó hả? 332. AC Hotel. Mở cửa. Đi vô. Vô thang máy nào, thì mình phải thang máy. Hô cửa lại. Không đúng. Ủa tầng mấy vậy ta? Cái tầng 9. Tầng 9 luôn á hả? Ở ta đi up or down? Up. Up or okay. Này 9 hay mấy phải không? Tầng 9 thì thấp quá, phải tầng hơn tầng 10 nó mới đẹp. Trời. Ray à? Mà cậu thì đi dọn nhà. Đi dọn nhà. Thấy vali bự không? Đây là do văn phòng. 9 mấy vậy? 924. 914, 924 bên đây. What? 29 what? 924. 924? This one. Cái thẻ 924. Rồi mở cửa. Bật đèn lên. Lấy cái đồ chơi đàn á, cái đồ của con cả. Ở cái view nhỏ xíu vậy hả? Cái view đừng nhìn qua cái view kia à. View có nhìn đối diện ha. Ta không thấy view gì hết. Ủa nó không có cái kia. Chairs. Kia hả? Cái đó phải kia đâu. Không có cái kia. Ủa nhìn thấy mới thấy, mình xéo ra mới thấy. Ủa có tòa nhà đó đấy nè. Ba, nó bị cái tòa nhà này chấm. Che. Tại đây không ai cũng cao tầng hết, thằng nào cũng dành hết một tiền hết. Mà giờ hướng nào cũng vậy thôi. Không, nếu mà mình xây ra đây thì không được hả? Ê, đóng cửa rồi. Chắc được ông promotion cho mình hay vậy?
this for the prank? Yeah. And this is your membership number. Oh yeah, yeah. Have a good one. Thank you. Thông tin được cái giấy giấy xe con anh mua hộ. Dạ không biết bỏ cái đèn sao mà. Chị xì đi, chị xì đi. Tại vì sao xong chị này nhiều. Đi ra để em đi xì, đi xì phải đi ra rồi chạy đánh. Yêu. Đi ra cho em xì. It's gonna be so funny. Ủa không có đèn ngoài hả? Đây hai giường đây. Khách sạn Marriott mới chịu nha. Hả? Ủa giường nhỏ vậy hả? Sao? Cái này mình kéo ra nằm được không? Nằm đâu được. Mommy nó có cái kia. Đâu phải sofa bed đâu. Nhìn lên tranh thủ đi cho thờ. Bây giờ người ta đi chơi, người ta tâm trạng thoải mái, còn chỉ đi chơi phải nhiều mang laptop để đi đi làm bài tập. Bỏ tay chỉ đường tập. Đi chơi mà cũng đầu óc cũng làm bài tập đó nè. Đó coi nè, coi mẹ, về mẹ chút coi nè, ba mẹ coi nè, đó bây giờ làm bài tập nè. Người ta đang chơi, ta nghỉ ngơi, ta ngắm cảnh đây nè. Đó, ngắm cảnh này không nên ngắm đâu. Nó vô cái sách iPad nó lật ra iPad nó học bài liền nè. Thấy không? Ghê không? Xin chị hỏi cái ý kiến hiện tại thế nào mà cô lấy iPad để làm bài tập và cô đang đi chơi á? Này trả lời. Chơi rất là muốn đi chơi nhưng giáo viên lại không cho lắm. Làm bài mà nước mắt khóc ròng. Đúng rồi chị, đút liên tục cô, chị khỏi làm bài tập luôn. Đút lừ, đúng rồi, đút liên tục kìa. Tại lấy nước uống luôn, rót nước ở chị cho uống luôn, khỏi làm tập luôn. Ba đâu làm tập cho ba chị. Đúng rồi, I love share phải không? Yes. Sẽ không? Hay là ông ông hứng lên ông chè không xe ông hứng là ông không xe. Đúng rồi, tối ngủ đây được hả? Ấy mời ngủ đây nè. Ngủ đất nè. Tại đi thang máy đâu có ai biết rồi mình ở bên người đâu. Lên đường lũi đây luôn. Tối nay hai cha con ngủ đất ở đây nè. Đâu nên ngủ cha. Không, ba người lũi lên rồi. Chúng nó đẹp dữ. Đây là nhà thờ dẫn năm rồi đi rồi, giờ năm nay dẫn lên trúc lại đi nhà thờ. Này mới cổng vô à, rồi đi lên chánh điện nữa. Ủa chánh là gì? Không phải chánh điện mà là cổng chính. Trúc có biết mà này, này hồi đó là vì thánh như xe dạy vậy chứ xu là mấy nè hả? Dạy làm gỗ. Làm gỗ đó. Tượng ở đây thanh đẹp. Hả? Tượng ở đây thanh đẹp á. Hả? Làm nghề thợ mộc.
Thánh đưa xe dạy phải không? Đúng rồi, Chúa Giêsu nè, mẹ Maria nè, ngồi ngồi đang vải nha. Đi Daddy, how much is it? Yeah. How much? Mắc gì vậy? Spot, Ryan! Huh? It says it was $200. Đi, let's go. Ngồi cho ăn uống đóng rồi nè. Này đồ lưu niệm trong nhà thờ mà đóng cửa rồi. Mình đi trễ đóng cửa tiêu rồi. Bắt ở tượng Chúa Thánh đủ loại luôn. Trông lớn nó mà đóng cửa đi. Đóng cửa là gọt lô rồi. Đi, đi lên, đi nè thờ. Bên đây nè, bên đây cũng có tượng nè. Nhà thờ cũng hiểu linh lắm á, Trúc. Dễ thương nha. Đẹp quá trời luôn rồi. Hả? Ok. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Đi cái phô hô nó lại. Hô cậu ba lại. À, cung thánh này. Rút vô chưa ấy con? Vô vô trong, vô trong trước, vô trong trước. Vô trong trước, mở cửa trong trước. Mở cửa. Hả? Cung thánh nè. Cung thánh nè. Đây mới là cung thánh nè. Đây nè. Đồ ăn hiền hả? Đi đông quan vòng không? Đâu vòng nữa nè, lớn lắm. Đọc kinh không? Somebody sit down somewhere. Tiếng Anh. Cái đó hả? Chúc đi. Đọc kinh đi, Harry ấy. Tên kia đọc kinh. Ngồi được rồi, đâu ngồi được hả? Ở đâu đây, look, I'll join. Daddy, look at John. It's beeping, the lights are beeping. Đẹp 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 đó. Chúa Giêsu. Hả? Chúa Giêsu. Nhà thờ này. Cột tự hả? Gì? Đâu có cái hình not real. Sao vậy? Not real. So who's his name? Giêsu. Giêsu? His name is Giêsu. Giêsu. Monster car. Monster car. Được mà, bình thường mà. Cái này nhà thờ du lịch mà, ta để du lịch thôi mà. Mời cổng hả? Đâu mắt nói gì? What is this? Nước giọt. Nước nhiễu chứ gì. Cái này cũng lâu năm lắm rồi nè. Daddy, cái này very old á. Old rồi. Đấy nè. Oh, but gold. Oh, but gold. Nè. Này là 12 chặng được hai chặng. Đây, trong đây, bên đây nó là... Bên đây đọc kinh này nè, cái này rút này nó đấy nè. Đây biết, coi chứng tỏi nè, cái này chứng tỏi nè. Cái gì?
con quỳ đục kinh nè, xin tội đúng không? Con không biết nữa. Dạ thôi ngoài. Đây đi, tại đây đây. Còn khúc này là gì? Trúc giải nghĩa Trúc. Tên này nè. Mấy cửa trong là không được mở. Not real nhưng mà now not real. Because it's a long time ago. Long time ago. In the 1 BC or no? Mấy. So that is in the 1 BC or no? Tell me yes or no? No. You know? Cái này là gì Trúc? Trúc đâu biết cái này không? I think she's not a god. Cũng như là thánh gì, thánh của Đức Thánh hả? Gì hả? Vực này để làm gì? Hay xin tội. Ngồi nè con. Các bạn xin tội. Đi xin tội nè. It was daddy Jesus. Đi ra outside ngắm nè, lạnh quá. Ơi, ngắm một cái này vô. Đây nhà thờ ngắm cảnh toàn thành phố đây. Cái đoàn này đẹp lắm. Hả? Đẹp, đẹp, đẹp. Đó. Có xuống như bậc thang như thế này, bậc thang cũng đẹp đó à. Ta xuống bậc thang đó đó. No, đây được rồi, đứng đây được rồi, lạnh lắm. Đó toàn phố, ở toàn phố của Montreal nè, nhà thờ nó cao. Con ngày đẹp lắm. Daddy. Hả? So I know, when he goes so tall, it will be like, nó không có air and it got a lot of windy. Đứng dưới ngoài là người tới thui luôn. Ờ, tới thui luôn, đúng rồi đó. Ôi, được chưa? Ôi, xương lạnh nè, gió nó xương nè. Tại đây cao quá, nhiệt độ cao quá, cao rồi gió nữa, rồi mưa nữa. Nhiệt độ này chứ xuống 1 độ, 0 độ luôn á trời, nhiệt độ lạnh gì nè. Hả? Không có 1 độ đâu. Mà gió á. Độ gió. Độ gió lạnh quá lạnh. Thôi đi, vậy được rồi. Đi thôi. Lạnh. Lạnh lắm rồi. Đẹp chút, đẹp không con? Đẹp không? Đẹp. Quá đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp bằng ngày á, bằng ngày á. Nhìn hết thành phố đẹp lắm. Nhưng bằng đi thì cũng đẹp nè. Nó cao lắm không? Con nhìn thấy cái lộ dưới rồi. Hả? Đi thôi đẹp không đáng. Khúc này đẹp, đèn nữa. Đó, nguyên phố đó, bởi vậy nhở. Đi Montreal là cái nhà thờ này lớn nhất. Cái view đẹp nhất. Is this the best day ever? Vậy hả? Best day ever. Cái này đang ăn đồ Tây mà giờ cuối cùng vô quán phở ăn rồi. Giờ nó bụng quá luôn nha, giờ chín gà ăn đỡ trước. Lao thao ở Montreal thì nó nhỏ quá, nhỏ luôn. Đi mấy chỗ rồi, 4-5 chỗ mà không có chỗ ngồi. Giờ quay ngược lại ăn phở. It's so hot. Ngon hả? Ra đây con. Bóp băng đại đi. Đúng hả? Ngon Trúc. Cái gì cũng ngon. Đang nói gì cũng ngon đó. Rồi cái đi kia là cái đi. Quá nói rồi. Ngon nè. Ngon. Quay hình lùng. Quay đi, quay đây.
cái này lát ngoài nó không mua được nữa. Đây gió nó thổi vô lạnh. Bốn phần Huế, bốn phần Huế thôi. Về phần đồ bốn phần Huế. Trước hai bên phần. Dạ, trang một cái cơm nhỏ luôn đó. Cái này nhỏ nhất là nhiêu đây đó, đó Trúc. Lớn là gấp đôi đó đó. Lớn nhất là cái cao nhật độ. Dạ, cái này sức rồi. Dạ, nó hơi nhỏ. Dạ, dạ. Thôi kéo cho kia. Review đi. Thôi à, ngon quá. Ngon hả? Bột ngon quá, trời ngon luôn rồi. Tại sao mới vậy? Nó lớn rồi sao tụi ít bây giờ bán không? Bắt đầu. Mẹ, ba đi cái này nè. Bà lấy gì? Đi nguyên cái cam luôn nè. Tính thức thương hả? Đi Montreal là You hit my head. Daddy, you hit my head. Đậu đây được không? Nè nó đậu đây được nè. Wow, nguyên chiếc cam bự quá kìa Ryan. You remember Ryan? I remember. Last year. Oh my goodness. A dino. Oh, oh my goodness. How big? Nè ba. Ơi đi Montreal là phải ghé cái cam. Ghé cái cam uống. Đóng cửa lại. Đây cái cam. Ồ, biết cam luôn nè. Nổi tiếng Montreal. Đồ uống về đêm. Ồ, biết cam. Ồ, biết cam. Order đi. Ở đây có hot dog nè. Quá trời đồ luôn à. Đây nước cam một tí nè, cái này nè, nó làm nước cam nè, phải không? Nó làm nè. Hình như nó dắt ở đâu quá nó chì xuống lên lầu á. Nè cái đường ống nè, dắt lên lầu đó. Thấy không? Đó đường ống dắt lên lầu đó, ở trên lầu đó có người lên lầu dắt xuống. Nè nó chỉ rót rồi nè, đó thấy không? Đó. Rồi dắt lên lầu rồi, dắt sẵn rồi nè. Xe nào anh? Xe nào cũng được á. Medium. 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 Oh, cái cam có sẵn đó. Đặc biệt của Montreal. Yes. Okay, that's it. I want ice cream. And one poutine. And one ice cream. And ice cream too. Large poutine. Okay. Large muffin. You want vanilla, chocolate, or mix for the ice cream? Mix vanilla with chocolate, okay? Vanilla with chocolate, okay? Yes, for two, okay, miss two, okay. Yeah. Okay, vanilla with chocolate. Yeah, yeah. Uống cực kỳ ngon luôn. Vanilla thử đi. Okay. Không ngon không. Thấy nó chào. Nó dắt sẵn rồi, lại lắm, dắt sẵn là sẵn lên lầu á. Nó về nó chỉ thôi à. Nó bọt không? Hình như nó pha này, nó bơ hay gì đó. Không có gì, không có gì, nó ngộ lắm. No, I think it's orange with like, I don't know, pudding. No, ice cream. Ice cream, please. Wait. Ok, đã. Đúng chưa? Hey, it's gonna break down. Bánh này mắc hả?
Trời ơi, trời lạnh mà cái ice cream nữa. Trời ơi, ăn vô cái rung nè. Cái sách kim luôn á. Quay, review. What you have? Trời ơi, trời mưa. Ice cream hả? Trời mưa mà ăn ice cream nó mới ghê này chứ. And chocolate soda. Where? And chocolate. Yeah, đúng. Đứng thẳng, đứng thẳng đi. Hỏi gì đó rồi ta. Cầm ly chụp hình kìa. Cầm ly chụp hình. Để xe đi. Hồi lấy đồ rác ở trên xe nãy luôn nè. Sao? Vậy sao? Nó là nước mía mà. Hay là nước cam? Nước cam. Cam mà nó lại làm nhớ nước mía Việt Nam quá. Vậy hả? Lấy từ từ hả? Ngon. Nó được. Nó được. Nó được hả? Ngon giống nước mía, nhưng nó không y chang nước mía. It's like orange. Chia. 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 Chia.